một đất nước Việt Nam hào hùng, ngàn năm văn hiến. Một dân tộc Việt Nam kiêu hãnh, ý chí quật cường khiến cả thế giới phải cúi đầu. Nhiệm vụ của những người con Việt là đưa đất nước Việt Nam sánh vai với cường quốc Nam Châu. Là một phần trong sứ mệnh cao cả này, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử điện lạnh Việt Nhật với thương hiệu Sanaki đã ra đời. Khởi nguồn kinh doanh từ năm 1995 tại 487 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, cửa hàng mang tên Việt Hà đã ra đời. Năm 1996, trăn trở trước hiện trạng trống vắng thương hiệu Việt trên sân nhà, bằng trái tim Việt luôn sôi sục, dòng máu Việt luôn chảy mãnh liệt của mình, ông Đặng Quốc Việt đã khai sinh ra Sanaki, đứa con tinh thần của mình. Trên con đường dài đầy chông gai khúc khuỷu ấy, một bài toán được đặt ra: làm sao để chủ động sản xuất, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm giá thành. Để giải quyết cho bài toán trên, năm 2004, Sanaki tập trung nguồn lực xây dựng nhà máy đầu tiên tại thị xã Bến Cát, Bình Dương với quy mô hơn 80.000 m2. Cùng với đội ngũ kỹ sư trẻ và năng động, nhiệt huyết, được đào tạo bài bản chuyên sâu, Sanaki đã mạnh dạn đầu tư máy móc công nghệ, dây chuyền sản xuất tự động hóa, tập trung vào hai mặt hàng chủ lực, tủ đông và tủ mát. Với phương châm chất lượng khẳng định thương hiệu, Sanaki đã tạo được niềm tin yêu từ phía khách hàng, tự hào là lá cờ đầu về ngành điện lạnh mang thương hiệu Việt. Nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, năm 2017, Sanaki tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy thứ hai đạt chuẩn quốc tế tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 với diện tích hơn 150.000 m2. Ngoài các mặt hàng đã có, Sanaki phát triển thêm dòng sản phẩm tủ lạnh và máy biến áp. Đây là bằng chứng hùng hồn nhất khẳng định sự thành công vững chắc của Sanaki trong định hướng mở rộng nguồn hàng phục vụ người Việt và vươn xa trở thành một thương hiệu mang tầm quốc tế. Với việc đầu tư hệ thống máy ép nhựa công suất từ 50 đến 1.600 tấn, khuôn mẫu tiên tiến hiện đại, cùng với nguyên liệu đầu vào từ hạt nhựa ABS, PS 100% nguyên chất có tính năng chống tia UV, Sanaki hoàn toàn chủ động trong việc sản xuất những linh kiện nhựa từ nhỏ nhất đến những linh kiện lớn, phức tạp, đạt đến độ thẩm mỹ, chính xác cao, bền màu với thời gian. Ngoài ra, Sanaki không ngừng đầu tư hệ thống máy móc cơ khí với những dây chuyền cắt, dập, uống, tự động hoàn toàn được lập trình bằng PLC. Từ nguyên liệu ban đầu là tôn cuộn đã tạo ra những sản phẩm có độ chính xác, đồng đều cao và linh hoạt trong việc thay đổi mẫu mã cũng như nâng cao năng suất, đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Hệ thống sơn tĩnh điện sử dụng công nghệ nano hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường. Với 24 robot phun sơn tự động được bố trí 2 tầng đối xứng, đảm bảo sơn được phủ đều toàn bộ bề mặt sản phẩm, độ bóng trên 95%, phù hợp với mọi điều kiện môi trường. Chính sự chủ động hoàn toàn trong các khâu sản xuất, Sanaki luôn đáp ứng được các yêu cầu riêng biệt của toàn bộ khách hàng, kể cả màu sắc như màu xanh của Vinamilk, màu xanh của Nutifood, màu đỏ của Nestle, màu vàng của Bách Hóa Xanh và hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng khác. Dạng lạnh được quấn bằng máy luôn đảm bảo độ đồng đều, ôn sát vào lòng tủ. Đó là lý do làm cho các sản phẩm của Sanaki luôn có độ lạnh nhanh và sâu, tiết kiệm điện. Chuyền bơm foam được đầu tư về công nghệ tiên tiến. Robot đầu bơm được lập trình có khả năng nhận biết từng model, định lượng và bơm foam hoàn toàn tự động. Toàn bộ dữ liệu được lưu giữ trên hệ thống máy chủ. Quy trình sản xuất khép kín được kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn. Trước khi hoàn thiện, 100% sản phẩm được test kỹ thuật, toàn bộ dữ liệu test và biểu đồ nhiệt độ được lưu trữ trong hệ thống máy chủ trong thời gian 5 năm. Sanaki không ngừng nỗ lực mang đến sự hài lòng của khách hàng, một môi trường lý tưởng cho những kỹ sư trẻ vươn tầm quốc tế. Các sản phẩm Sanaki đã chiếm hơn 70% thị phần trong cả nước, có mặt tại 2.000 điểm bán lẻ phủ rộng khắp 64 tỉnh thành, là các cửa hàng, siêu thị điện máy, trung tâm mua sắm trên toàn quốc. Đây như một lời khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường, có mặt ở hầu hết các ngóc ngách, vùng miền trên đất nước Việt Nam. Sanaki không chỉ chú trọng đầu tư trong quá trình sản xuất, mà còn đặc biệt quan tâm đến chế độ chăm sóc và hậu mãi sau bán hàng. Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật cho trên 100 trạm bảo hành uy quyền trên toàn quốc.
Qua đó, các trạm bảo hành nắm bắt có kiến thức sâu hơn về các tính năng, kỹ thuật mới của sản phẩm. Với hơn 100 trung tâm bảo hành trải dài khắp 64 tỉnh thành, Sanaki luôn có mặt và đồng hành cùng quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, một cách linh hoạt và kịp thời nhất trong mọi thời điểm. Chăm sóc khách hàng bằng những hành động thiết thực và tạo mọi điều kiện để khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm chất lượng từ Sanaki. Sự vỡ òa của niềm vui, của thành quả cho sự cố gắng, những giọt mồ hôi và nước mắt, bước đi giờ đây đã đầy nội lực và tự tin. Bước tiến dài này một lần nữa đã cho thấy hướng đi đúng và quyết đoán của ban lãnh đạo công ty cam kết cho ra đời các sản phẩm chất lượng phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng và đối tác, bằng chứng cho một thương hiệu tầm vóc. Sanaki, đẳng cấp Việt Nam, vươn tầm quốc tế.